Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua hàng online. Bước 1 là các bạn chọn sản phẩm, sau đó các bạn hỏi nhân viên xem còn hàng hay không còn hàng. Nếu còn hàng ấy, thì nhân viên sẽ quay cụ thể chi tiết con máy đấy cho các bạn. Các bạn đồng ý cái máy đấy thì cọc trước 500.000, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nốt số tiền còn lại nhé. Đó, sau đó bên mình sẽ đóng hàng và gửi cho các bạn. Khi nhận hàng, các bạn nhận hàng này, nó sẽ có một cái kiện hàng như này. Các bạn mở kiện hàng đấy ra để kiểm tra cái máy đấy nhá. Thì khi mở kiện hàng đấy ra thì trong này nó sẽ có một tờ 20.000 và có một cái tờ phiếu hướng dẫn khi các bạn nhận máy. Bước đầu tiên là các bạn lấy 20.000, các bạn đưa cho các bác ship. Tại vì sao? Tại vì các bác ship đấy, các bác phải đợi các bạn test máy các thứ nó lâu. Thôi, đây là tiền bọn mình. Bọn mình tặng cho các bác ship, các bạn đưa cho bác ship. Bạn bảo đấy là đây, có tí quà gửi các bác uống nước. Đó. Đưa cho các bác ship 20.000 nhá. Chứ bác ship đấy là bác đấy không được cái tiền này. Tại vì mình đã trả hết tiền ship rồi, không mất một xu nào cả. Còn đây là tiền bọn mình bỏ ra để tặng các bác ship nhá, chứ không phải là các bạn. Các bạn cứ lấy, các bạn đưa cho bác ship. Tiếp theo đấy là có một cái tờ giấy hướng dẫn. Tờ giấy hướng dẫn này. Đó. Thì khi nhận hàng, các bạn kiểm tra series, số email của cái máy. Sau đó bạn gọi điện vào cái số điện thoại của bên mình. Đấy là cái số 0852292999. Đấy là cái số điện thoại mà mình đang cơ dùng. Cái số điện thoại này đấy, thì khi bạn gọi vào đấy, nó sẽ hiện hết thông tin đầy đủ đấy, là bạn đã cọc bao nhiêu, còn bao nhiêu. Sau đó mình sẽ nhắn tin cho bạn cái số tiền còn lại bạn cần phải thanh toán. Bạn thanh toán nốt vào cái tài khoản của bên mình. Đó, thì bên mình sẽ gạch cốt về 0 đồng. Có nghĩa là bạn sẽ không phải trả ship bất cứ một đồng nào cả. Ship người ta sẽ không thu bạn một đồng nào cả. Ví dụ như một cái máy đấy, thì ở trong cái phần cài đặt, nó sẽ có phần series này, email này. Khi bạn nhận máy đấy, thì máy nó sẽ như thế này. Các bạn chỉ cần kích vào cái chữ Y ở góc phải thôi, nó sẽ hiện ra luôn cái số series và email. Còn nếu bạn muốn xem hẳn cái số series và email ở bên trong phần cài đặt bằng cách đấy là active hẳn cái máy lên ấy, giống như cái máy này này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách active một con máy nha. Tại vì nhiều bác đấy là còn không biết active máy. Thì đây, hướng dẫn luôn các bác cách active máy nha. Đoạn này tua cho nó nhanh đi một chút nha. Thì đây là sau khi đã active máy, các bác kiểm tra lại cái số series email nhá. Kiểm tra lại hết tất cả các thông tin của con máy. Và các bác thích thì các bác test hết tất cả các chức năng của cái máy. Tại vì các bác đưa tiền cho shipper đấy là để người ta chờ các bác, đợi các bác một chút. Đó, thì sau khi kiểm tra xong hình thức này, test hết tất cả các chức năng này, thì lúc đó chuyển nốt cái khoản tiền còn lại vào tài khoản của bên mình nhá. Bọn mình đã nhắn tin cái số tài khoản và cái số tiền còn lại, thì các bác chuyển vào đấy. Chuyển vào đấy xong đấy, bọn mình sẽ gạch cốt về 0 đồng. Thì bưu tá sẽ không thu lại của các bác bất cứ một đồng nào cả nhé. Và nhớ đọc kỹ hướng dẫn của bên em để ở trong cục hàng nhé. Đây là nhân viên nó viết cụ thể chi tiết rồi đây nhé. Các bác cứ đọc và làm theo như thế là được. Thế nhé.